Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Thì cũng hôm nay cũng làm một video để chia sẻ tiếp về cái kinh nghiệm sử dụng về cái sản phẩm Nhung Hiêu của trang trại. Thì cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi của mọi người hỏi về cái sản phẩm Nhung Hiêu mà khi ngâm với mật ong. Đấy, rất là nhiều câu hỏi luôn. Thì trang trại cũng tập hợp lại những cái câu hỏi mà khách hàng hay lặp đi lặp lại nhiều nhất để làm những cái video và để cho mọi người xem, là mọi người có thể hiểu hơn và biết nhiều hơn về sản phẩm của trang trại. Đấy, thì đầu tiên thì cũng xin tự giới thiệu trang trại là trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài tại Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đấy, trang trại là chuyên cung cấp nhung hiêu tươi nguyên cẳng, tức là trên đầu hiêu như thế nào là trang trại sẽ cắt nguyên như vậy và về hướng dẫn mọi người tự ngâm chế biến ở nhà. Trang trại không ngâm sẵn cho mọi người nhé. Đây là tất cả các sản phẩm này thì đều là của khách nhờ trang trại ngâm và chuyển khoản trước nhờ trang trại ngâm, và sau là khách sẽ là các anh là sẽ tự các anh đến lấy, hoặc là nếu ở gần khu vực gần trang trại chuyển và vận chuyển về cho các anh. Thì các anh đã đa phần là toàn những khách mà đã sử dụng của trang trại rồi, nên là tin tưởng trang trại và đặt niềm tin là nhờ trang trại làm ngâm giúp luôn. Thì hôm nay cái chủ đề chính của video ngày hôm nay là mình muốn làm một video này nói đến một cái vấn đề về nhung hiêu ngâm mật ong. Đấy, nhung hiêu ngâm mật ong thì mọi người thắc mắc là không biết bao nhiêu lâu thì sử dụng được. Thì ở cái video này mình cũng muốn chia sẻ mọi người luôn là cái mật ong ấy thì nó bảo quản đồ rất là tốt, và thứ hai nó lấy chất rất là tốt. Nó ngoài ra nếu sử dụng riêng thì nó rất là tốt cho cái đường tiêu hóa này, và rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, thì khi kết hợp ngâm với mật ong thì khi kết hợp ngâm với nhung hiêu thì nó rất là hiệu quả. Đây là một cái phương pháp để chúng ta sử dụng nhung hiêu, là vừa dễ sử dụng, thứ hai là vừa cũng là tăng cái hiệu quả của nhung hiêu lên. Thì đầu tiên ấy, thì hôm nay là mình làm cái video này là mình lấy một cái bình mà nhung hiêu ngâm với mật ong mà trang trại tự làm để sử dụng. Đấy, tự làm để sử dụng. Còn hai cái bình này là của khách này, hai bình rượu này cũng là của khách cả. Thì như cái bình này là trang trại là cũng có, tại vì cái sản phẩm nhung hiêu này tốt cho sức khỏe thì khi trang trại sử dụng ra, tất nhiên là cũng sử dụng như bằng cách là khi mà cắt nhung là có biết cái kiểu uống rồi, nhưng mà cái nhung hiêu này là vẫn có ngâm rượu và ngâm mật ong ra để trực tiếp sử dụng. Tất nhiên bản thân mình thì đang còn trẻ, sức khỏe thì mình sử dụng không nhiều. Đấy là cũng nói thật, mình sử dụng không nhiều, là sử dụng để trải nghiệm, và thi thoảng là cảm thấy người mệt mỏi chẳng hạn thì lấy ra một ít để dùng, nó rất là hiệu quả mọi người nhé. Cái này riêng về nhung hiêu thì cái tác dụng đối với sức khỏe thì nó có tiếng rồi, rất là tốt. Hôm nào mà cơ thể mệt ấy thì mọi người sử dụng một ít thôi là mọi người sẽ cảm nhận được cái tác dụng của nó. Thì cái chủ đề chính hôm nay mình muốn nói ở đây là rất nhiều câu hỏi anh chị cô chú bác đặt là ngâm nhung hiêu với mật ong thì bao nhiêu lâu có thể sử dụng được. Thì ở video này mình cũng trình bày luôn, tức là nhung hiêu ngâm với mật ong thì sau 1.5 tháng, tức là sau 45 ngày mọi người nhé, thì mọi người bắt đầu sử dụng là ok. Đấy, thì mỗi lần sử dụng thì đối với trẻ em thì 1 tuần là chỉ sử dụng 1-2 lần. Đấy, người trung niên thì 1 tuần sử dụng là 3-4 lần, và người già thì 1 tuần có thể sử dụng liên tục ngày 1 lần. Mỗi lần thì ít thôi, mỗi lần thì tầm khoảng 8-8 gram.
Đấy, nhung hiêu tức là tương ứng với 2 đến 3 lát ấy, và kèm theo 2 đến 3 thìa mật ong ta hòa vào nước sôi để chuẩn bị đây mình cũng sử dụng. Nên là hôm nay làm video mình cũng sẽ sử dụng một ít luôn để hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn, cách phổ thông nhất. Đấy. Và cái thứ hai một câu hỏi nữa, tức là nhung hiêu ngâm với mật ong thì sử dụng được trong bao nhiêu lâu? Nhung hiêu ngâm với mật ong thì sử dụng được trong bao nhiêu lâu? Thưa mọi người, thì đối với cái mật ong ấy, mật ong xịn mọi người nhé, thì khuyến cáo sử dụng là trong 2 năm. Đấy, vì vậy khi chúng ta sử dụng nhung hiêu chúng ta ngâm với mật ong thì cũng là một mục đích để chúng ta giữ cái nhung hiêu này được lâu hơn, sử dụng lâu hơn. Đấy, và nó có thể lấy chất của nhung hiêu. Vì vậy nên khi cái sản phẩm mà nhung hiêu ngâm mật ong này thì cũng khuyến cáo mọi người là cái hạn sử dụng của nó chỉ dùng trong 2 năm thôi. Mọi người là ngâm một cặp nhung hiêu thì cố gắng là dùng trong 2 năm để cho hết. Thực chất là cũng 2 năm là rất là lâu rồi. Đôi khi là một gia đình là dùng một cặp nhung hiêu một người ấy, thì dùng cũng chắc tầm 1 năm là hết thôi. 1 năm là hết thôi, nó không quá là lâu đâu. Nên là mọi người lưu ý cái thời gian sử dụng cho mình. Đấy, thì ngâm sau 1 tháng rưỡi, tức là 45 ngày là sử dụng. Và hạn sử dụng là trong 2 năm. 2 năm mọi người nhé. Đối với rượu ấy, thì càng lâu càng tốt. Thì hôm nay ở video này thì mình cũng hướng dẫn mọi người sử dụng một cách là đơn giản nhất. Ngâm mật ong thì nó có nhiều cách sử dụng. Thì cái cách mà bản thân mình hay dùng và mình cũng hay tư vấn cho các khách nhà mình ấy, thì các khách của trang trại thì là sử dụng pha với nước sôi, nước cắm sôi rồi nhưng mà để tầm khoảng 3 đến 5 phút đi, cho nó giảm nhiệt độ tầm khoảng 80-85 độ gì đấy, là mọi người sẽ pha với nước sôi mọi người uống. Thì đây là cái bình nhung hiêu ngâm mật ong trang trại ngâm phải đến được tầm 1 năm rồi mọi người ạ, 1 năm rồi. Mỗi lần mà vặn nắp thế này, tại vì cái mật ong này là trang trại ngâm là mật ong rừng đấy, mật ong rừng chuẩn luôn, nên là cái khí ga của nó rất là nhiều, thì lúc vặn nắp thì nó sẽ cực kỳ chắc luôn. Đấy. Đây, mình sẽ quay sát cho mọi người xem cái bình nhung hiêu ngâm mật ong mình. Thì cái bình nhung hiêu ngâm mật ong này mọi người này, mình cũng giới thiệu luôn. Thì trang trại là kết hợp vừa nhung hiêu này, sâm này, và đông trùng hạ thảo, cả ba cái món đều rất là tuyệt vời. Trang trại là mình ngâm là sẽ kết hợp cả ba cái vào đây. Đây, đây là lát nhung hiêu nhé. Bình này thì trước là trang trại là ngâm cặp hơn 5 lạng và sử dụng cũng khá nhiều rồi, và đủ có đủ thêm mật ong đấy. Đây là nhung hiêu này, đây là đông trùng này, đông trùng. Quay xa cho mọi người xem nhé. Đây nha, có cái thìa nhựa trong cả sâm này, đông trùng hạ thảo này, nhung hiêu này. Đấy, sử dụng cái này. Tại sao mà bản thân của mình cũng sử dụng, không phải là mọi người cứ bảo là khi nào ốm yếu sử dụng hay là già mới sử dụng, cái này là tư duy sai mọi người nhé. Đang còn trẻ thì chúng ta cũng nên sử dụng để duy trì cái sức khỏe đấy. Đấy, duy trì cái sức khỏe đấy cho tốt. Và khi sức khỏe tốt rồi thì chúng ta thứ nhất là làm chúng ta là chống được lão hóa, chống được các bệnh tật mà nó đang rình mò và nó xâm chiếm vào cơ thể. Nên là chúng ta nên sử dụng. Trẻ em từ 2 tuổi trở lên là bắt đầu sử dụng rồi. Đấy, sử dụng nếu như mà chúng ta thấy cơ thể khỏe thì chúng ta sử dụng ít thôi, ví dụ như tuần một lần hoặc 2 tuần một lần, nó không hề ảnh hưởng gì lắm đến cái sự khỏe của mọi người đâu, mà nó tốt lên rất nhiều, và nó giúp chúng ta là giữ cái sức khỏe, phòng chống bệnh tật nhanh hơn, lâu hơn, phòng chống bệnh tật tốt hơn. Đây là hôm nay là mình sẽ pha một cốc mật ong nhé. Đối với mình khi sử dụng thì mình chỉ làm
hai cái thìa mật ong thôi, hai thìa mật ong rất là chất lượng luôn. Mật ong mà nó lấy cái chất nhiêu nhiêu này ra nó rất là chất lượng luôn mọi người. Đây, mình hai thìa mật ong. Đấy. Đôi khi là mọi người chỉ cần dùng cái mật ong này là nó cũng chất lượng lắm rồi, không cần thiết phải dùng cái nhung hiêu đâu. Nhung hiêu thì chúng ta cứ để đây rồi chúng ta ngâm rồi lúc nào chúng ta ăn cũng được. Ăn cái nhung hiêu này nó cũng không khó ăn đâu. Chủ như mình hôm nay mình sẽ lấy một cái lát nhung này. Đấy. Cái lát nhung này cũng cho mọi người xem luôn, cái lát nhung này là lát nhung ở gốc nhé mọi người nhé. Bình thường mọi người bảo là cái nhung hiêu ở gốc ấy cứng không ăn được, nhưng mà thực ra là vẫn ăn được, tại vì nó ở cái dạng sừng non này, nó cứng nhưng mà nó không phải cứng như gạc đâu, như sừng đâu, mà nó vẫn là đang ở dạng sừng non. Đấy, thì đây là ba thìa. Bắt đầu là nước sôi mình sẽ rót, rất loãng nhá, không cần phải đặt đâu. Kể cả khi trẻ em mà nó ngại tay ý, thì mọi người cứ pha loãng ra cho dễ dùng, không cần thiết phải đặt. Quấy đều lên. Đấy. Cái mùi thơm của sâm này, mùi đông trùng hạ thảo nó sẽ áp đi được cái mùi tanh của nhung, nên là sẽ dễ dùng hơn. Đây mọi người, đấy, một cái cốc mà nhung hiêu ngâm mật ong đông trùng hạ thảo như thế này, mọi người uống vào buổi sáng, trước khi làm việc, thì cả ngày hôm đấy mọi người sẽ thấy cơ thể của mình nó sẽ khỏe như thế nào. Đấy. Và uống đều đặn thì cái sức khỏe nó rất là tốt mọi người nhé. Thì hai cái bình ngâm mật ong này, bình này bình ngâm cặp hơn 9 lạng này, bình này là bình ngâm cặp hơn 6 lạng, 6 lạng 7 đấy. Thì hai cái bình này thì anh khách anh ngâm tổng trang trại đến 5 bình rồi. Anh lấy trước 3 bình, hai bình này là anh đang chờ dịp để anh tặng, như là tặng người thân đó, tặng người thân, tặng bố đấy. Thì trang trại cũng hỏi thì anh chỉ nói là anh mua để đấy và anh sai lấy làm quà cho khách quen trang trại đấy. Đấy. Thì video hôm nay trang trại làm để cho mọi người hiểu thêm về cái sản phẩm nhung hiêu ngâm mật ong. Để bắt đầu giờ mình sẽ sử dụng cái sản phẩm cái này, ngâm cái này nó rất là sử dụng, dễ sử dụng thôi. Không nước đầy lắm thì cũng uống từ từ và ăn từ từ. Tất nhiên là pha rồi là sử dụng, không phải là uống một phát luôn, mà mọi người có thể nhâm nhi uống cho nó từ từ, không phải nhất thiết phải uống luôn, và pha loãng nhé để nó dễ dùng hơn, không cần phải pha đặc mọi người nhé. Cái nước thì cũng rất tốt cho cơ thể mà. Một ngày mọi người nên uống một lít rưỡi cơ mà, nên mọi người cứ cho nhiều nước vào. Đấy. Thì cái video trang trại cũng làm ngắn đến đây thôi, chủ yếu để cho mọi người biết được cái thời gian sử dụng của nhung hiêu ngâm mật ong. Đấy. Và cái cách sử dụng như thế nào, thì ngoài cái phương pháp mà pha nước thì mọi người có thể hấp vào cơm này, hoặc ai mà giỏi ăn ấy thì chúng ta dùng trực tiếp luôn, tại vì cái mật ong này nó làm chín nước nhung rồi, nên mọi người dùng trực tiếp luôn, không cần phải hấp cơm hay là không cần phải chưng cách thủy hay không cần phải pha nước, mọi người cứ lấy ra mọi người dùng trực tiếp luôn, cũng rất là tốt và nó nhanh. Đấy. Thì video làm ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm của trang trại hơn. Thì anh chị nào, cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua nhung hiêu tươi ấy, thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại là sẽ tư vấn chi tiết, hoặc là liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159.
cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo mọi người nhé. Mọi người có thể add Zalo để trang trại được tư vấn chi tiết hơn. Về cái sản phẩm thì cũng nói qua luôn là trang trại chỉ cung cấp nhôm tươi này là nguyên cẩm ra thị trường, nên mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng. Và khi nhờ trang trại làm ngâm chẳng hạn thì thực chất là mọi người cũng phải tin tưởng thì trang trại mới làm, mà không thì trang trại là cứ chuyển nguyên cẩm tươi như vậy về mọi người là tự tay mọi người chế biến, nên mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng. Trang trại là khi cung cấp ra thì đầu tiên phải đặt cái chữ tâm và cái chữ tín lên đầu để phát triển cái sản phẩm này, sản phẩm sức khỏe này bắt buộc phải như vậy. Không bao giờ làm một cái việc gì mà trái cái đạo đức, trái lương tâm, nên là mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng sản phẩm. Đấy. Video làm đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.